Minecraft, nhưng mình có thể nung toàn bộ mọi thứ. Ngoài ra, khi nung một số loại vật phẩm, chúng ta sẽ được nâng cấp và sở hữu những sức mạnh vô cùng thú vị, như là bộ giáp kháng lửa, mũ gách có thể bay được, cung liên thanh, rìu lửa và còn rất nhiều thứ thú vị. Hãy cùng xem video nha. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên like, share, ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì let's go. Đầu tiên chắc là chúng ta sẽ cần phải lấy một ít gỗ các bạn, sau đó là đi tìm đồ đá và mình sẽ phải làm một cái lò nung nha các bạn. Ê, đâu có, phải làm hai cái lò nung cơ. Tại vì á, chúng ta sẽ làm cái lò nung để nung cái lò lên. Ê, nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Hơi lú nhưng mà hấp dẫn nha các bạn. Đây rồi, ưu tiên lấy 16 cục đá nha các bạn. Rồi, sau đó làm hai cái lò và để xuống đây. Và ở đây chúng ta sẽ nung cái lò này lên lại một lần nữa nha các bạn. Đấy, để vô tí nguyên liệu và chế tạo một cái kiếm luôn. Đây rồi, tan 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 tan, lò nung cấp độ 1 nha các bạn. Và khi chúng ta sở hữu được cái lò nung cấp độ 1 này thì chúng ta có thể nung tất cả những cái thứ nào mà chúng ta thích. Đây, mình sẽ bỏ thử một cái lông cừu vào đây để xem tôi coi khi nó nung cái lông cừu này thì nó sẽ cho ta cái gì nha. Hy vọng là ra cái giường đi. Ra cái giường là hợp lý luôn đó. Ra cái gì? Ui, ra cái tấm cảm biến, trời ơi. Ui, cái gì vậy? Ôi ơi, cái lò nung nó đã quá mệt rồi các bạn ơi. Ôi, hãy thử nấu cái món khác à. Cái lò nung nó không nấu được cái món này nữa các bạn ơi. Cái lò nung mà ok, bỏ này vô coi. Ui, nó không nấu được cái tấm cảm biến các bạn. Chắc cái tấm cảm biến nó quá cùi bắp đi các bạn, cho nên là nó không nấu được nữa. Đây, để mà thử cái món khác thử coi. Cái gì? Ui, cái này nấu thịt ra thịt này. Ok, lừa à, phải cho cái món khác chứ. Sao lại cho thịt là toang rồi. Cho thịt là fail rồi. Mình sẽ thử nung coi thử coi cái cục đất hay là cái hoa này nó có cái gì các bạn. Đây nè, đất nè, hoa nè, đấy, các loại luôn các bạn ơi. Thử xem coi nó có cái đồ gì ngon ngon. Sẵn tiện hay là mình nung luôn cái bộ dụng cụ của mình luôn. Ừ, mình vừa mới chế tạo mà. Ui, mình vừa mới chế tạo ra nè, mình nung luôn các bạn. Để xem tôi coi mình nung cái kiếm đá này nó có ra cái gì xịn sò hơn cái kiếm đá này nữa không nha. Ê, trong lúc chờ đợi nó nung rồi, lấy tí gỗ nữa các bạn ơi. Hết nhiên liệu để nung rồi. Toan rồi, hết nhiên liệu để nung. Ui, nung cái hoa trắng ra cái này. Ok, mình thử nung cái kiếm của mình lên luôn. Ưu tiên luôn đó nha. Nung luôn cái vũ khí mà VIP nhất là hiện tại mình đang sở hữu luôn đó. Hô. Uầy, kiếm nóng. Wow. Oh my, chuối. Thử cái rìu, Uầy, kiếm lửa. Mày. Ui ôi, bắn khác gì Blaze không? Ôi giời ơi, bắn khác gì Blaze không các bạn? Wow. Ui. Ôi giời ơi, cái gì vậy trời? Thử cấp coi. Quái đạn thiệt á chứ, cho cái đồ gì đâu tào lao. Tôi còn đúng cái cúp đó cuối cùng á. Trời coi như là đi luôn đó. Thử á. Ui. Để thử coi. Ui, cúp này là wow. Ủa, cái cúp nóng này có gì? Ủa, cúp nóng này có gì không vậy? Ủa, hình như cúp nóng này không có gì các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm coi có cái gì hay ho thú vị mà mình nung lên nha các bạn. Hiện tại là cái lò nung nó không có mang theo được nha, cho nên là chúng ta sẽ phải chế tạo liên tục. Đấy, cho nên là mình cũng đã ưu tiên đào tí đá rồi. Đây, chết đi, lấy luôn, làm giường các bạn. Cái gì ngủ qua đêm chứ. Đâu rồi, đấy, chết hết luôn, thấy không? Phóng lửa chết luôn mà. Xong rồi sau đó nó sẽ cho mình thịt chín nữa. Đấy, mình chỉ việc phóng lửa thôi. Wow, bên kia có một ngôi làng các bạn ơi. Đây rồi. Thời tới, tránh xa ra. Ui, tự mình phóng mình luôn, đau quá. Cháy. Một ngôi làng, lẹ. Và mình nghĩ là tại sao chúng ta không thể sử dụng gọi là test thử xem nung những cái loại khoái sản quý các bạn ơi. Chứ còn mình nung mấy cái đồ linh tinh thì chắc chắn nó sẽ cho ra ngẫu nhiên các bạn. Mà đồ trong Minecraft này thì biết bao nhiêu món, biết bao nhiêu thứ, cho nên là ngẫu nhiên thì chắc chắn là ta sẽ không được những món ngon đâu. Cho nên là mình test thử thôi, ưu tiên những cái loại quặng, loại cái khoáng sản, loại sắt sủng rồi emerald, lục bảo các thứ các kiểu nha các bạn. Ôi, emerald, lục bảo giống nhau à. Luli các kiểu nha các bạn. Chắc là nhanh là phải mượn anh golem này rồi các bạn ơi. Chứ còn không mượn anh golem này hơi lâu á. Phóng một cái nè, cháy cho nó lẹ nè. Đây. Ui. Wow. Được quá nhờ. Mình phóng như này có vẻ là nhanh hơn các bạn.
Ok. Ui, anh này được tới 5 sắc nữa là 8 luôn các bạn. Rồi, như vậy là khá là ok rồi đó. Bây giờ là chúng ta sẽ chế tạo lại cái lò nung cũng được. Ok. Đây, mình sẽ lấy cái lò này xong rồi mình nung thử coi một sắc thử coi nó ra cái gì các bạn. Đây. Hy vọng là có gì ngon ngon nha. Đây, còn chỗ này là lấy để có gì làm đồ ăn nè. Đây, ngon luôn, ngon luôn, ngon luôn. Để xem thử coi nung sắc ra cái gì. Ra 5 cái mũ rùa. Baby. Đấy, ngon nhờ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử dùng không bỏ than vô. Ok, không nung than được à? Ảo ma ấy. Ui, nó không nung than được các bạn à. Thế giờ làm sao? Thử. À đúng rồi, nó không nung than được. Cho nó nung một cái lò luôn. Ui giời ơi, như vậy là. Wow! Cấp độ 2. Ui, cấp độ 2 vẫn không nung than được ta. Thế cấp độ 2 nung được cái này không? Thử xem. Uầy, cái lò cấp độ 2 các bạn ơi. Lò màu vàng. Wow, được nha. Thấy có gì đó hay ho và thú vị. Ui dồi ôi. Thử lại cục mới này là vẫn là random à. 16 cái trứng rùa các bạn. Thật là quái đạn. Như vậy là từ khi chúng ta có kiếm có củng, bây giờ là coi như là còn đúng cái nịt luôn. Còn đúng cái nịt. Để thử coi bỏ vô kiếm đá lại coi nó có ra lại không. Chết rồi, toàn ở bạn ơi. Mất luôn cái kiếm lửa luôn rồi. Mất luôn kiếm lửa, mất luôn cúp. Chết tui rồi. Đam mê một hồi cái không còn cái gì luôn các bạn ơi. Còn đúng cái nịt thôi. Đây, từ từ làm lại cúp đá này xong mình nung lại. Vẫn được. Vậy là cái này cố định. Vậy là cái này cố định các bạn ơi. Ví dụ như vậy thì chúng ta thử. Mình thử coi. Quay. Thử chế tạo đồ sắt coi. Thử coi. Rồi sau đó mình nung lên để coi nó có cái gì không các bạn. Ngon lại. Chắc chắn là nếu mà cố định là nó sẽ có một số công thức cố định là ngon nha. Nó sẽ ưu tiên chế tạo mình mấy cái đồ xịn nha các bạn. Wow. Kháng lửa. Như vậy là chúng ta có thể chế tạo được một bộ đồ. And crystal. Như vậy là chỉ nung đồ sắt thôi các bạn. Như vậy là chúng ta đang thiếu sắt đúng không? Và mình sẽ cần phải đi kiếm thêm cái quần này, cái áo với lại cái mũ sắt nữa nha các bạn. Mình đang muốn kiếm Ngọc Lục Bảo để chúng ta có thể là nung lên thử xem để coi Ngọc Lục Bảo nung thì nó sẽ được cái gì nha các bạn. Và hiện tại là không có da, với lại cái ngôi làng không có dân làng nông dân luôn các bạn. Toàn là dân làng làm da thôi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải đi đánh mấy con ngựa hoặc là đánh mấy con bò nè. Để mình lấy một ít da nha, lúc nãy thì mình cũng đã chế tạo da hết rồi. Cho nên là bây giờ hết da các bạn ơi, chúng ta sẽ cần khoảng tầm 6 tới 8 da là chúng ta sẽ đổi được một Ngọc Lục Bảo. Để xem tôi coi mình đổi Ngọc Lục Bảo thì mình nung lên thì nó sẽ được cái gì nha. Đấy, nói chung là nãy đang kế hoạch của chúng ta đang ok, cái tự nhiên mình đi chệch hướng các bạn. Quên mất tiêu, đây đủ năm rồi nè. Đây rồi, đang ngủ mà mình dựng cái đầu vậy, mình trao đổi luôn các bạn. Sợ gì, mắc gì mà phải, bệnh gì mà phải cử, không có gì mà phải sợ cả. Đây, bỏ vô thử coi, nung thử coi nó được cái gì không nha. Đây, bỏ vô và bỏ con này vô, để xem coi hy vọng nó có cái gì hay ho thú vị. Này, ai cho tấn công dân làng, ai cho tấn công dân làng. Blacksmith. Wow, Blacksmith là con gì ta? Đây, thợ rèn à. Đâu để xem coi. Baby các bạn ơi. Quái đạn. Ôi, cái gì vậy? Ui, tránh ra. Tự nhiên nó dí mình luôn. Ây da, con này, mày chết, mày phải chết. Ui, không được. Chạy nhanh lên. Ui. Chết đi. Ui, anh ơi, tôi không được chết. No. Ây da, tiếp theo mình nghĩ là cái món mà ngon nhất là có thể là vàng nè. Rồi có thể là đá đỏ nè, lưu ly nè, và cũng có thể là obsidian nữa các bạn. Đấy, cho nên là mình sẽ ưu tiên kiếm mấy cái món đó. Nhưng mà, không được các bạn ơi. Làm sao mình kiếm được mấy cái món đó này. Chúng ta sẽ phải đi xuống dưới đào cơ. Quay cái này cứng lắm. Ok, để bây giờ mình đi xuống dưới mình đào từ từ. Đây rồi, phát hiện ra ba cục sắt di động đang di chuyển. Wow, mình phát hiện lưu ly nè các bạn. Được, lấy lưu ly luôn để tí lên nung thử coi có cái gì hay ho thú vị không. Đấy, đang trên đường đi xuống kiếm kim cương các bạn ơi. Ui,
té xuống ngay cái ui rồi hầm mỏ bỏ hoang luôn các bạn ơi. Quái đạn. Ôi giời ơi. Tối thui tối mò luôn, rồi xong luôn. Mấy cái Z-Boner của mấy con nhện con nhũng luôn. Xong. Vô tình vô đây kiếm được siêu thết các kiểu luôn các bạn. Nè, siêu thết nhưng mà thôi, không dùng các bạn ơi. Chủ yếu là vào đây kiếm kim cương thôi, hiện tại là mình kiếm được 2 cục rồi. Bây giờ là chỉ còn thiếu một cục nữa thôi là đủ nha. Ồ, baby. Cục cuối cùng. Wow, như vậy là đủ nha các bạn, như vậy là đủ. Đây rồi. Chúng ta sẽ cần phải có một xô nước nha. Và bên này nè, mình đang có sẵn một cái hồ lava luôn. Thì chúng ta sẽ qua đây chúng ta lấy obsidian luôn là hợp lý nha. Quá hợp lý luôn chứ còn gì nữa nè. Có sẵn lava nó cháy hết nhà của tụi dân làng luôn là mình cứu dân làng luôn á chứ. Nhiều khi là mình lấy obsidian này là mình đang cứu dân làng luôn các bạn. Nhưng mà mình đâu có bị cháy đâu ta. Ờ ha. Đúng rồi. Mình đâu có bị chết cháy đâu. Xịn, giáp mình có kháng lửa mà. Wow. Như đây, burning bottle. Quay, cái gì vậy? Cái này là cái gì đây? Burning bottle. Hey. Oh my god. Từ một cục obsidian, chúng ta làm một phát là nó ra một cái cổng luôn. Baby. Thế thì mình nghĩ là mình nên là đi vào luôn nha. Đúng không nhỉ? Rồi chế tạo tí đồ ăn là mình cút xuống địa ngục luôn để coi dưới địa ngục nó có cái gì hay ho thú vị các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa vào vội các bạn ơi. Hiện tại là mình xuống dưới địa ngục thì chúng ta sẽ cần phải có một cái cung nha. Chứ nếu mà không có một cái cung mà xuống dưới địa ngục chắc là cho cút luôn các bạn. Xuống còn bắn mấy con play lủng đồ các kiểu nữa. Thì để mình xem qua mình chế tạo qua đây có que có đồ sẵn rồi. À đúng rồi. Xuống sẵn tiện mình nuôi cung luôn. Ừ, biết đâu được, vũ khí lên nó nâng cấp lên cho mình sao? Chứ còn bây giờ cầm cung thường xuống cũng chết đúng không? Đấy, hợp lý đấy, bỏ luôn mấy cái đồ lặt vặt này đi. Mấy cái thứ không cần thiết thì chắc bỏ đi các bạn. Này, để coi nó nung xong chưa. Xong chưa anh dài. Ho! Dragging Fire Launcher. Pew! Wow! Uầy! Ho! Oh my chuối! Yo! Đấy, tự tin rồi đấy. Vô. Gì? Ê nha. Nào bắn mình vậy? À bị bật lùi à. Ui, hình như là bắn không tốn cung nha. Mình có 3 cây cung bắn không có tốn cung nha các bạn. Đấy rồi. Trời. Chúng ta đã tiến xuống địa ngục rồi mà sao xuất hiện ở vùng hơi nạ nha, cái vùng này hơi lạ nha. Ui, mình vừa mới phát hiện ra nha. Các bạn xem nha, mình có 16 miếng thịt heo đúng không? Bây giờ nè, các bạn xem nè, bây giờ mình giết một con nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giết nó cái, từ mình giết nó cái. Đây, mình sẽ đi tới mình nhặt cho các bạn xem nha. Hô, 5 miếng, coi như là chúng ta sẽ giống như kiểu có looting vậy các bạn. Cái cung này nè, nó giống như kiểu có looting luôn ấy. Wow, được quá nhờ. Uầy, mình phát hiện ra một con gát các bạn. Để mình lượm nó, để xem coi. Cái giọt nước mắt gát. Giọt nước mắt. Baby. Để xem cái giọt nước mắt gát thì nó có cái gì gọi là thú vị các bạn. Ây, ui dồi, đầu thế. Ui, đầu vãi trưởng anh trai ơi. Đau quá. Ui, quá đau luôn ấy. Không đau vì quá đau. Thôi, từ từ nha, để qua đây coi. Uầy, cái khối này khối gì vậy? Gizel Nether Brick ở đâu ra vậy? Ủa, hồi nãy mình nung lên đi sao chứ? Đâu, gá đâu. Đây. Đây rồi. Đầu tiên là phải làm các bạn chế tạo trước đã. Sau đó là chúng ta sẽ làm cái gì ta? 1, 2, 3, 3 cái lò. Đầu tiên là để cái lò này vô nung cái lò này. Đấy, sau đó là nung tiếp một lần nữa. Tại vì mình đang cần bài chế tạo cấp độ 2 các bạn. Quầy, hồi hộp. Chờ đợi. Để xem tôi coi cái gì đây. Nước mắt gát được cái gì không? Khoan. Ui gì đây? Cúc gát là sao? Bấm chuột phải để sử dụng. Là sao? Baby. Gát ở trên đầu mình à. Ui nhìn cute for my way. À từ thử nung cái này thử coi nó ra cái gì. Thử nung cái ấy thử coi nó ra cái gì các bạn. Ây. Ui. Mình có khả năng bay luôn nè các bạn. Wow, có gát vô là mình có khả năng bay luôn. Ui, ra màu.
Oh, wow, được nhờ. Bây giờ có khả năng bay luôn nè. Oh, baby. Mấy em đâu? Ra đây, biểu nào. Và mục tiêu của chúng ta vẫn phải là tiêu diệt con rồng nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ cần phải đi săn mấy cái que của quỷ lửa với lại mấy con mắt của Ender nữa cơ. Đúng không? Đây, gạt. Ở đây. Ôi giời ơi, đây rồi. Một khi đã có Fnai thì nó làm gì nữa. Và cái lại cái cung của mình á là cái cung gọi là siêu loot nha các bạn. Tức là khi mà các bạn đánh chết nó loot rất là ghê nha. Đây. Ui rồi, một cái là 17 các bạn ơi. Quái đạn không? Trời ơi, làm một phát đủ luôn nè. Như vậy thì làm sao bây giờ mình có thể giết một con Enderman để mình bằng cái cung này để cho nó tăng lên. Enderman đâu bắn mình cung được đâu. Đúng không? Enderman đâu có đánh mình cung được. Lụm luôn. Ui. Có fly luôn mà. Ngon quá trời ngon. Trời ơi, giống như kiểu sinh ra là cái dành cho mình rồi các bạn. Tính dành cho mình hết rồi sao? À, với lại nếu mình có kháng lửa thì làm sao chết được đúng không? Chúng ta. Quay. Oh my god. Đi được trên lửa luôn các bạn. Ôi, đi được trên lava luôn thì thôi. Quá đã. Quá chí mạng các bạn ơi. Ê nha, cẩn thận nó bị nó bật về mình lại. Thấy không bạn, thấy không? Mấy cây nó bật về mình nè. Bây giờ là chúng ta đã có được 26 que của quỷ lửa rồi. Bây giờ kiếm lên ngọc Ender đó là ok các bạn. Lúc nãy thì mình chưa có thử nung cái rìu sắt các bạn. Bây giờ nữa mình thử nung cái rìu sắt rồi coi như thế nào nha. Để xem tôi coi cây rìu sắt của chúng ta nó lên cái gì. Ho, flaming á. Baby, uầy, ngon nhờ, đủ bộ luôn. Ui, uầy, là sao? Ho, lửa xung quanh nè. Mày phải chết. Rồi, bây giờ để mình đi kiếm cái vùng nấm xanh. Để mình đi săn mấy con Enderman đó các bạn. Đây rồi. Vùng nấm xanh luôn, nói là có luôn. Quá trọng, đây rồi chứ còn gì nữa. Đây rồi, chứ đâu nữa. Chết không? Ui, chết như này, nhưng mà chết như này thì nó lại không rớt cái mắt hay sao các bạn ơi. Không rớt ngọc Ender hay sao chứ. Đâu, để mình kiếm cái coi. Mình rớt ngọc Ender không? Kiếm thêm vài con nữa đánh nha. Không biết là chụp phải đâu, phát là nó chết luôn á các bạn. Nhưng mà sợ là không rớt ngọc Ender thôi. Chứ còn, đây nè. Oh, baby, giống như kiểu dậm xuống đất vậy các bạn. Đi liền, làm một phát là cút luôn. Sau một hồi kiếm quá lâu thì có một cái điều mà có lẽ các bạn sẽ không bao giờ tin được. Đó chính là Bang. Mình có thể bắn trúng Enderman luôn. Và lút một lần 23 ngọc Ender. Trời ơi, không thể tin được. Bá cháy bỏ chết thiệt chứ các bạn. Dễ sợ thật sự luôn, không tin luôn á. Cùng bắn được Enderman. Ui, ảo ma ảo quỷ rồi. À đúng rồi. Từ từ. Tại sao chúng ta không nung thử cái này lên về? Ơ, không cho nung à? Ồ, không cho nung các bạn ơi, không cho nung. À, không cho nung mà. Chơi mà không cho người ta nung. Ok, không cho nung thì thôi. Rồi, bây giờ thì mình kích cổng quay trở về các bạn. Đây, chúng ta đủ rồi đúng không? 16 với lại 25 dư rồi. Quay về cái đã. À đúng rồi, chúng ta sẽ thử nâng cấp thử coi cái lò nung của mình lên được thêm nữa không nha. Ui, ở bên dưới à. Wow, dưới, ok. Đây, để mình làm mấy cái lò nung cái đã các bạn. Một cái, nấu thêm cái là lên cấp 2, nấu thêm cái lên cấp 3, nấu thêm cái lên cấp 4. Như vậy là chúng ta sẽ cần 32 cục đá nha các bạn. Wow, lò kim cương các bạn ơi. Quá ghê gớm. Ui, được này. Lần này nấu được rồi các bạn ơi. Nấu được cái con mắt của Ender rồi nè. Yeah boy. Đây rồi. Woo, Eye of Ember luôn. Ôi. Các bạn coi kìa. Ôi, nó báo luôn cái số lượng block luôn kìa. Oh my god. Quái đạn. Thật sự nó báo luôn số lượng block luôn. Vậy thì mình cần gì cái cục này nữa, mình cần gì con mắt bình thường nữa các bạn. Ui, coi như ui nó phóng liên tục luôn. Ngoài ra mình cũng đang có ý định là muốn nâng cấp thử coi cái bộ đồ của mình như thế nào các bạn. Biết đâu được lỡ nó cho mình nâng cấp thêm cái bộ đồ của mình sao. Ui, để thử coi nha. Nấu thì nấu được đó, nhưng mà không biết là nó có xuất hiện ra gọi là nâng cấp đồ hay không chứ. Nhiều khi là nó lại chuyển thành mấy cái đồ random các bạn.
Volcanic giữ ship để kích hoạt hiệu ứng nổ à. Wow, được quá nhờ. Đây rồi, quay đúng là lò nung kim cương nó có khác nha các bạn. Lò nung kim cương là vô là nâng cấp lên là các kiểu con đà đẻo luôn nha. Xịn xò con bò luôn nha. Đùa. Quầy, đã cấp, bỏ vô luôn chứ. Không cho nhiên ship bỏ vô mới ghê chứ. Quầy, có con mũ nè. Quần nè, quầy, đã vậy rồi còn mũ hư, quần hư, dép hư. Bỏ vô phát là thành đồ xịn lại luôn chứ. Ngon lành cành đào luôn. ngồi đây, được. Ok, wow. Quầy, trời, các bạn coi đây. Hai thanh dép luôn. Oh my god. À, từ, giữ ship để lấy hướng nổ là cái gì? Nổ đâu? Ui. Hết hồn. Wow. Được đấy, được luôn. Ui, kim cương luôn này. Vừa ra có kim cương luôn. Wow, ngon, hai cục. Ui. Chỗ này nhìn quen vậy. Quen nhưng mà cũng hơi lạ nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên và chuẩn bị đi tìm Ender Dragon để làm gỏi thôi nào các bạn ơi. Ở dưới biển thiệt rồi các bạn ơi. Khó rồi, để mình sử dụng sức mạnh nổ thôi. Không nổ được dưới nước. Ui, xong. Không nổ được dưới nước là đi rồi, là toang rồi. Toang, không nổ được dưới nước rồi các bạn ơi. Sức mạnh là bị vô hiệu hóa rồi, xong rồi. Sức mạnh này giống như kiểu dành cho mình mà kiểu ấy thôi à, dành cho mình ở địa ngục thôi các bạn ơi. Kiểu như là bay nè, rồi kháng lửa các kiểu, đi trên lava các kiểu ơi. Chứ còn xuống nước là vô hiệu hóa các bạn à. Đây, giờ phải làm một cái cây xẻng nha. Là một cái cây xẻng sắt xong rồi mình đào thôi. Ấy, được xẻng kim cương luôn nè, nãy có cục cương mà, đúng rồi. Hợp lý. May mắn thế nhờ, có cục kim cương nhờ. Không có cục kim cương là đi luôn ấy. Rồi, từ, để xuống chút đi. Xuống chút sau mình sẽ sử dụng sức mạnh là nổ đất nổ đá của mình. Đây. Oh yeah, cuối cùng cũng đã tới rồi các bạn ơi. Đây rồi, stronghold. Bây giờ là mình đi kiếm cái khu vực để mình bỏ mắt vô nữa là xong. Để xem hôm nay có gì không. Ui, cúp kim cương giáp sắt cái kiểu. Hôm nay cúp kim cương giáp sắt gì nữa. Người ta bay được hết rồi, người ta lên tới cung trăng rồi, người ta bay hết rồi. Giờ này còn ơi. Ui, quái đạn. Ui sợ thế. Hơi sợ nha. Chơi mà hù. À đúng rồi, lấy cái cung ra. Trời, lấy cái cung ra. Lấy cái cung ra. Ui. Thôi. Tha bé đi. À đây rồi. Bánh mì luôn được. Ăn bánh mì thay cơm luôn. Đây. Rìu xẻng các kiểu. Xong. Này 25 block gì nữa. Ui, từ phá cục này cái. Mày hả bưởi. Đâu rồi? Một mắt. À, hay là mình bỏ nó vô được không? Ui, được luôn. Ui. Baby. Được luôn nè các bạn. Ngon. Rồi, xong. Bé rồng ơi, hãy đợi ta. Đây rồi. Ok. Ấy. Trời ơi. Bị nhốt dưới các bạn, tưởng đâu ở trên chứ. Chưa bao giờ mà mình mong muốn mà cái sàn này nó phải ở ngoài rộng rãi để mình bay vô như thế này. Đấy, bây giờ là nó chặn là hơi giận đó nha. Đây rồi, rồng ơi, anh tới đây. Mày hả bưởi. 10 hả bảy. 18. 19. 20, 21, 22, 23, 24. Xong. Như vậy là chúng ta đã phá xong End Crystal ở trên nó rất là nhanh chóng luôn. Bóng. Này kiểu muốn giết rồng dễ thì chúng ta chỉ cần dùng cung này phóng thôi. Còn nếu muốn giết khó hơn thì đợi nó xuống nha các bạn. Đấy. Ôi giời. Làm sao nó chịu nổi nha. Này chắc mình phóng chắc tới mai luôn á. Phóng cỡ này chắc nó chết trên bầu trời luôn các bạn. Đấy. Wow. Chết đi. Bộ dụng cụ này nó quá.
Thử rồi. Ủa không gây đam à? À không gây đam các bạn ơi. Không gây đam. Ui không gây đam cho rồng, rồng bay các bạn ơi. Cái búa của mình nó không gây đam. Trời. Cái búa này là quýnh dưới đất thôi. Không gây đam. Khổ gì đó chứ. Đấy, rồng với chúng tôi làm gỏi luôn chứ. Đây, làm gỏi rồng. Ui giời ơi. We did the end. Ôi giời ơi. Quá tuyệt vời các bạn. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm Minecraft nhưng mình có thể nấu tất cả mọi thứ. Và nếu như bạn nào thích mình lại tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên đăng ký một like, một share cũng như một lấy ký nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip kế tiếp nha. Đây, một điều thú vị nữa là Enderman vẫn có thể bị bắn bằng cung. Ha 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 ha.